Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bài tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1974, giới tính nữ, quê quán xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 22 tháng 6 năm 2009, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn giáo sư, tiến sĩ thú y, chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội, bí thư đảng ủy, giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14, ủy viên Hội Nữ Tri thức Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, tóm tắt quá trình công tác. Tháng 4 năm 1997 đến tháng 9 năm 2002, giảng viên khoa thú y Trường Đại học Nông nghiệp 1, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 10 năm 2002 đến tháng 3 năm 2007, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Miyazaki, Nhật Bản. Tháng 4 năm 2007 đến tháng 3 năm 2012, giảng viên phó trưởng bộ môn bệnh lý thú y từ tháng 3 năm 2012, khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2014, phó trưởng khoa, phó trưởng bộ môn bệnh lý thú y, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y từ tháng 10 năm 2012, khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đảng ủy viên đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 10 năm 2013. Tháng 11 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, đảng ủy viên, phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phó trưởng khoa đến tháng 12 năm 2014, phó trưởng bộ môn đến tháng 2 năm 2015, trưởng bộ môn từ tháng 3 năm 2015, bộ môn bệnh lý thú y, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, bí thư đảng ủy, phó giám đốc phụ trách từ tháng 7 năm 2015, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trưởng bộ môn bệnh lý thú y đến tháng 7 năm 2015, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa thú y, thành viên Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội từ tháng 8 năm 2015, tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, bí thư Đảng ủy, giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội, thành viên Hội đồng Học viện, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 7 năm 2016 đến nay, bí thư đảng ủy, giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội, thành viên Hội đồng Học viện, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14, thành viên Nữ Nghị sĩ Việt Nam, thành viên nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam New Zealand của Quốc hội khóa 14, Ủy viên Hội Nữ Tri thức Việt Nam. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.